hùng có thể lẻn vào bất cứ đâu. Còn rạp chiếu phim thì sao nhỉ? Không phiền chứ. Cảm ơn nha. Ủa, bé mình đâu rồi? Bổng ngô của tớ cũng mất luôn. Tớ mới cầm trên tay mà. Đừng vội, siêu anh hùng không được vào rạp phim này đâu. Gì cơ? Công bằng ở đâu? Mình phải vào trong bằng mọi giá. Với tốc độ của mình, không ai có thể cản được Flash. Ơ, anh ấy đâu rồi nhỉ? Ồ, chú Hề, cậu diễn cho rạp nào vậy? Cho tớ xem vé nào. Được rồi, mời vào. Vé của tôi đây. Thì sao? Anh không đọc chữ à? Siêu anh hùng không được vào đâu. Nếu không được vào đường đường chính chính thì chỉ còn cách tự tạo lối vào vậy. Ồ, mình quên mất bổng ngô rồi. Dễ thôi. Ok, tuyệt vời. Vé của tôi đây. Siêu anh hùng không được vào đâu. Chắc chưa cậu em? Chắc chứ. Hừm, không hợp tác tí nào. Ô, trời ơi, quần của mình. Theo anh nào các em. Đừng xen vào chuyện của Logan. Bạn không thể cản khi anh ấy nổi giận đâu. Người vô hình thì sợ gì nhân viên kiểm vé. Còn ai dễ dàng lẻn vào rạp phim hơn anh ấy nữa. Nhưng rồi thì sao? Cậu là siêu anh hùng. Cậu không được vào. Biết rồi. Ê, cậu đâu rồi? Ồ, cái bọn siêu anh hùng này. Dù là siêu anh hùng thì xem phim vào cuối tuần vẫn là thú tiêu khiển tuyệt vời. Xin lỗi Natasha, nhưng cô không được phép vào đâu. Sao cơ? Nhưng tôi thì cho phép. Bye nha. Khoan đã Natasha, cứu với. Yeah, cuối cùng mình cũng được lên phim. Xin chào. Siêu anh hùng không được vào đâu. Ủa? Gì cơ? Có gì đó sai sai. Được rồi. Xong, vào thôi. Cho tôi vào từ đầu thì đâu tới nổi. Giúp với. Mong là kiểm vé không phát hiện gì. Ê, 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 vé của tớ đây. Gì? Logo của Superman đấy mà. Anh này trông giống mình nhỉ? Đây rồi, Batman. Siêu anh hùng không được vào đâu. Nè, đừng có cản tớ. Thích cái vé này chứ? Ồ, có vẻ Superman đã thua trận này rồi. Ồ, đừng tấn công tớ. Bình tĩnh nào, tớ không phải đến để đánh ai đâu. Dừng lại. Ồ, tớ có vé. Đây, đây, đây. Siêu anh hùng không được vào trong. Ồ, tớ không muốn làm vậy đâu. Nhưng hết cách rồi. Đóng băng kiểm vé để vào trong là chuyện dễ đối với Sub-Zero. Nhưng ai rã đông mới là vấn đề. Tội nghiệp Alex. Mình hào hứng ghê. Cậu muốn vào ư? Vào đi, ngại gì? Tớ không chắc nữa. Tớ không cố ý. Tại nước văng vào tớ. Wow, hình như là tiên cá đó. Dạ, không phải siêu anh hùng nào cũng lừa được kiểm vé để vào rạp đâu. Mời vào, xem phim vui nha. Khoan, đừng vội Mr. Fantastic. Tớ có vé mà. Có vé cũng vô ích thôi. Nhưng siêu năng lực thì có ích nha. Chút xíu nữa thôi. Anh ta đang làm gì đấy? Sao? Ai đó?
xong, kiểm vé làm gì cản được mình. Mình là Mr. Fantastic cơ mà. Dừng lại, ở đây không cho siêu anh hùng vào. Cho em vào đi chàng trai. Anh cho em vào nha. Phải vậy chứ. Xin lỗi, nhưng giấc mơ này đã định trước là không có thật. Mình bị sao vậy nè? Được rồi, xem phim vui vẻ nha. Người kế tiếp. Siêu anh hùng không được vào đâu. Ê, đừng có ăn cái đó. Tớ có ý này nè Ivy. Hiện nguyên hình đi. Ở đây thì không cấm mang cây vào. Vé của tớ đây. Được rồi. Cậu vào đi. Kế hay đấy. Ngồi đây đi Pamela. Cảm ơn nha Matilda. Cậu đúng là người bạn tốt. Đến rồi, tớ tới đây để xem phim. Nhưng cậu không được vào trong. Thật bất công đối với siêu anh hùng mà. Cậu ấy thật mong manh. Siêu anh hùng không được phép vào trong thì chắc là những người có quyền lực trong thành phố thì được. Anh quên. Thật bất ngờ. Anh đến là niềm vinh hạnh của rạp phim. Mời anh vào. Mà mặt anh có cái gì đen đen vậy? Ở xung quanh mắt á. Khoan đã. Cái này là... không thể nào. Tiếng gì vậy? Aquaman nữa. Xin chào, vé của tớ đây. Không, này là Ruby. Đây mới là vé nè. Cậu không thấy biển cấm ư? Siêu anh hùng không được vào rạp. Nhưng tớ mua vé rồi. Được thôi, chết nè. Ê, cá đột biến gen à. Đổ nước rồi, ai lao đây? Đồ cá heo ngu ngốc. Cầm lấy và lao sang đi nha. Có phải trong chuyện Atlantis đâu. Chào em Dana, tặng em nè. Siêu anh hùng cũng hẹn hò ở rạp chiếu phim. Dừng lại, siêu anh hùng không được vào. Sao lại thế? Làm sao bây giờ? Tránh ra nào anh yêu, để em xử lý. Wow, em thật tuyệt. Sao vậy? Đừng bao giờ chống lại Wonder Woman nha. Trời, không thể tin được. Là Thor thật nè. Vé đây cậu em. Tiếc quá nhưng anh không vào được rồi. Hồi nào cho anh vào đi. Em là fan cứng của anh. Nhưng em không thể. Mình có cách rồi. Ê em trai, muốn cầm thử bố Mjolnir không? Wow. Trông như Thor có thể làm mọi thứ chỉ để được xem phim hay. Quảng cáo ư? Hay quá. Nhưng sao Thor mà lại không có búa ở trong tay? Vé đây, tốt lắm. Xem phim vui vẻ nha. Siêu anh hùng giả làm người bình thường, quả là một ý hay. Trông hơi khả nghi đó nha. Nhưng không sao, cậu có thể vào. Thật dễ dàng. Là mình lo ghê. Ở đây cũng không có bảo vệ. Mình có thể thư giãn và xem phim. Hết bỗng ngô rồi. Và mình vẫn còn ít tiền trong túi. Wow, trong Superman không chỉ có siêu năng lực mà còn có chiếc dạ dày siêu to khổng lồ. Ai là người vào cuối cùng đây? Cô này nè. Không, không phải tôi. Dù gì thì tớ vào trước nha. Xin chào. Khoan đã, đưa vé của anh đây. Thế cô có thích chiếc vé này không? Anh đùa. Bạn thích siêu anh hùng nào nhất? Nếu được là siêu anh hùng, bạn muốn trở thành ai? Cho bọn tớ biết bằng cách bình luận bên dưới nha. Bạn thích video này không? Hãy nhớ thích, theo dõi kênh và nhấp vào chuông nha. Hẹn gặp lại ở video sau.